hôm nay lại có hai vị khách tìm đến quán để ăn trưa. Thấy khách có vẻ đói bụng và kiệt sức nên cô chủ Mai đã đề nghị sẽ làm món mi sâu thịt heo cho anh ta. Đầu tiên là phết đều sốt mi sâu đã trộn sẵn lên một mặt của thịt heo rồi đặt một lá tía tô ở giữa xong cuộn tròn lại và đem áp chảo ở mức lửa nhỏ để tránh làm cháy miếng thịt, thường xuyên chở mặt thịt để thịt được vàng đều, tiếp đến bỏ thêm một ít nước vào rồi đậy nắp lại. Đợi đến khi nước sôi và cạn lại thì thịt heo sẽ chuyển sang màu nâu cánh rán là đặt yêu cầu, cắt thịt ra đĩa cùng một ít bắp cải bào để ăn kèm. Món này trông thật hấp dẫn kèm mùi vị đặc trưng của sốt miso cùng thịt heo mềm tan trong miệng khiến hai vị khách ăn cơm hết bát này đến bát khác. Ông lão bàn bên nhìn thấy món thịt heo cũng rất thèm nhưng lại sợ ăn nhiều đạm quá không tốt nên đã yêu cầu chủ quán làm cho mình món đậu phụ chiên đơn giản. Đầu tiên để đậu phụ chiên khay sau đó dùng khăn nhẹ nhàng thấm khô miếng đậu, tiếp đến cắt nhỏ thành 6 miếng vuông vức vừa ăn rồi áo một lớp một khoai tây lên bề mặt. Đợi cho dầu sôi khoảng 180 độ thì lần lượt thả đậu và chiên ngập dầu cho đến khi chuyển sang màu vàng nhạt đẹp mắt thì vớt ra thấm khô dầu, trình bày đậu phụ ra dĩa và thưởng thức với gừng bào nhuyễn hoặc củ cải muối chua kèm nước tương. Đậu phụ chiên giòn phải thưởng thức ngay khi còn nóng thì mới cảm nhận hết độ ngon của món ăn. Lớp vỏ bên ngoài giòn xốp bên trong thì béo ngậy khiến ông lão tỏ ra rất hài lòng. Ẩm thực đôi khi càng đơn giản thanh đạm thì lại càng tinh tế và khiến người ta say đắm. Hôm sau quán ăn của chị em Mai lại tiếp đón hai vị khách trung niên. Thời tiết hôm nay cũng khá nóng, mặc dù vậy cô đầu bếp vẫn muốn tiếp đãi khách món cánh gà chiên đặc biệt của mình. Đầu tiên rửa sạch cánh gà rồi để ráo, ướp vào đó một chút tiêu và muối xong tiếp đến tẩm gà với một chút bột mì đem chiên ngập dầu. Sau đó vớt gà ra để ráo dầu rồi phết lên đó một loại nước sốt được làm từ nước tương rượu sake cùng tabaco. Sau cùng rắc lên cánh gà một ít bột tỏi và đem đi nướng là hoàn thành món ăn đặc biệt của ngày hôm nay. Hai vị khách ăn thử miếng đầu tiên đã cảm nhận được vị cay của lớp sốt bên ngoài. Cộng thêm mùi thơm của tỏi khiến cho món cánh gà chiên tưởng chừng đơn điệu nhưng lại mang đến một trải nghiệm ẩm thực rất thú vị. Mai cũng cảm thấy rất vui và tự hào khi món ăn do tự tay mình biến tấu lại được sự ủng hộ nồng hậu tới từ khách hàng đến như vậy. Một ngày nọ hai chị em đang phân vân không biết có nên dùng cà chua để làm món đặc biệt cho ngày hôm nay không, vì xem ra có nhiều người thích cà chua nhưng cũng có khá nhiều người không thích mùi vị của loại quả đó. Tuy vậy Mai vẫn tự tin món ăn của mình sẽ chinh phục được những thực khách khó tính nhất. Với cà chua thì nữ đầu bếp dự định sẽ làm món cà chua và cà tím đút lò cùng thịt heo thêm phô mai. Trước hết cần cắt hai loại quả kia thành những lát lớn khoảng 7mm rồi đem đi áp chảo cho trái cạnh hai mặt. Tiếp đến theo thứ tự sắp cà tím, thịt xông khói và cà chua lên trên và nêm vào một chút muối cùng tiêu. Cuối cùng là phủ thật nhiều phô mai lên trên và đặt vào lò nướng đợi cho phô mai chuyển sang màu. Nâu thì lấy ra rắc thêm một ít ngò tây để trang trí tăng thêm hương vị cho món ăn. Vậy là hoàn thành xong món cà chua đút lò siêu ngon hấp dẫn. Cà chua cùng cà tím ở bên dưới vẫn giữ được độ ngọt nguyên bản của nó, phô mai thì béo ngậy đi kèm thịt xông khói thì mặn mà nước cà tím hòa quyện làm cho hương vị tổng thể của món ăn rất vừa miệng. Món ăn này khiến cho anh Thanh chàng thực khách từ một người không thích ăn cà chua ngay lập tức trở thành fan cuồng của món này. Quả nhiên nó không giống như anh ta tưởng tượng và thậm chí còn xúc động cảm ơn Mai vì nhờ cô mà anh ta giờ đây có thể thoải mái ăn cà chua mà không sợ bị ám ảnh nữa. Từ đó anh chàng khách quen lại đến nhà hàng để ăn tối, hóa ra vị khách hồi bé cũng không biết ăn chua vì rất ghét lớp nhầy bên trong hạt của nó. Lần đó anh tình cờ ăn thử cà chua mà mẹ đã bỏ trong ngăn đá và cảm thấy rất ngon, không hề bị nhầy chút nào. Mày thắc mắc nếu vậy thì anh phải ăn luôn cả vỏ sao? Thực ra có một cách, đó là xả nước trực tiếp vào quả cà chua đang đông đá và tự động vỏ của nó sẽ dễ dàng được bóc ra. Nữ chính rất vui mừng rối rít cảm ơn đối phương vì điều mà anh vừa chia sẻ. Sở dĩ cô đầu bếp phấn khởi như vậy là vì trước đó ông chủ sạp rau tâm sự rằng con trai ông rất ghét cà chua, cho dù mẹ cậu bé có thay đổi cách chế biến thì cậu vẫn ghét cay ghét đắng loại quả đó. Hôm nay nhân lúc đi học về, Mai gọi cậu bé và bảo cậu nhắm mắt rồi từ từ cho trái cà chua bi đã đông lạnh vào miệng. Cậu nhóc ăn ngon đến nỗi không biết mình đang nhai thứ mà bản thân rất ghét. Dù vậy thì từ giờ trở đi cậu đã có thể ăn được cà chua. Bố của cậu bé cũng rất vui mừng bày tỏ sự cảm ơn với Mai về sự nhiệt tình và nồng hậu của cô. Hôm nay các vị khách quen thuộc của quán lại đến để ủng hộ. Bà lão bày tỏ rất muốn ăn một món mà nó đã gắn liền tuổi thơ giữa bà và bố, đó chính là món Torozo. Mai không muốn làm khách hàng thất vọng nên đã gật đầu đồng ý, mặc dù món này trước đây chưa từng có trong thực đơn của quán. Sở dĩ như vậy là vì hai chị em bị dị ứng với một nguyên liệu trong món này và hễ cứ chạm vào là sẽ phát ban, ngứa ngáy khó chịu. Bà lão cảm thấy áy náy nên đề nghị mình được giúp một tay để cùng thực hiện món ăn. Nữ đầu bếp dù không muốn phá lệ để cho khách vào bếp nấu phụ nhưng dù gì thì bà ấy cũng là khách quen. Hơn nữa lại nhiệt tình thế này thì thật khó để nói lời từ chối. Món bà lão yêu cầu hôm nay là bánh Torozo trứng chiên. Torozo là một loại thức ăn sệt trong ẩm thực Nhật Bản, được làm từ một loại củ nâu mài ra sau đó kết hợp với các gia vị như ahabi hay hành lá để tạo ra hương vị hợp khẩu vị nhất. Do không thể trực tiếp sờ vào củ mài nên bà lão đã đích thân mài nó ra giúp nữ đầu bếp. Tiếp đến cô đập một quả trứng vào cho thêm ít hành lá và gia vị khuấy đảo đều tay. Khi chảo gang bên này đã được đốt nóng thì từ từ đổ trứng vào, âm thanh phát ra thật sinh động hấp dẫn.
nhưng nhớ phải quậy trứng đều giúp nó không dính chảo rồi đem bỏ vào lò nướng để món ăn được chín đều. Cuối cùng rắc thêm một ít cá ngừ bào khô lên trên là đem ra thưởng thức thôi. Anh chàng bên cạnh vừa ăn đã thốt lên bên ngoài giòn còn bên trong xốp mềm thật sự rất ngon. Bà lão bên cạnh cũng nóng lòng được thưởng thức và quả nhiên không nằm ngoài mong đợi. Món bánh Tororo này cũng là kỷ niệm của hai chị em họ cùng với bố khi còn nhỏ. Chính ông đã tự tay làm món này cho hai cô con gái ăn. Nó ngon đến nỗi hai người phải dành ăn với nhau và bây giờ nghĩ lại vừa buồn cười lại vừa xấu hổ. Tiếp đến cô nàng chủ tài làm món Napolitan theo ý ông lão. Đầu tiên là phần sốt trộn tương cà chua cay đi kèm sữa đường muối và tiêu. Trộn chúng lại với nhau sau đó khuấy đều tay để đánh tan các gia vị. Tiếp đến bắc chảo nóng cho một ít dầu ô liu cùng bơ vào. Khi bơ đã tan thì lần lượt cho hành tây ớt chuông xanh xúc xích đỏ vào chảo xào chín tới. Tiếp tục cho sốt thì nãy vào xào đợi khi nó đã chuyển màu và sệt lại thì thêm mì spaghetti vào xào chung. Đảo đều để sốt thấm đều sợi mì rồi để mì vào giữa chừa một khoảng trống xung quanh và đổ trứng đã đánh tan vào nhẹ nhàng để nó không chạm vào mì là đạt yêu cầu. Rất nhanh món Napolitan trên chảo gang đã được hoàn thành. Ông lão rất hào hứng khi được thưởng thức lại món ăn tuổi thanh xuân và cũng không ngừng cảm ơn đầu bếp đã nhiệt tình đáp ứng yêu cầu của mình. Mình rất thích thú vì chính từ những yêu cầu bất ngờ của thực khách lại giúp cô thể hiện được kỹ năng làm bếp, cũng như tìm thêm nguồn cảm hứng mới để duy trì niềm đam mê nấu nướng này. Hôm nay hai người họ chào đón một bác sĩ tới quán ăn và dù đã biết nhau từ trước nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên ông ta đến đây. Vị khách phân vân vì thực đơn đặc biệt hôm nay thật hấp dẫn chưa biết phải nên gọi món nào thì Mai đã nhanh chóng gợi ý món Odamaki Mushi. Trước tiên cho trứng cùng nước tương Usukuchi và rượu Mizin và Dashi làm sẵn rồi khuấy đều đánh tan hỗn hợp. Kế đến cho mì udon và bắt thêm củ ly, thịt gà, tôm nấm hương cùng chả cá Kamamo không vào rồi đem hấp với lửa nhỏ. Cuối cùng nhấc mì ra trang trí thêm rau cần Mitsuba vào là xong. Món mì với nước sốt sệt màu vàng nhạt trông thôi đã hấp dẫn rồi còn hương vị thì không chê vào đâu được. Độ ngọt của nấm tôm hòa quyện cùng các nguyên liệu khác đã đánh thức được vị giác của vị bác sĩ. Ông ta không thể ngừng gắp đũa và rất nhanh chỉ một lát là chén sạch bát mì thơm ngon. Từ đó Mai băn khoăn tự hỏi mọi người xung quanh đây ai cũng nhiệt tình giúp đỡ họ. Người thì giúp trang trí cửa tiệm còn người thì cung cấp cho nguyên liệu với giá rẻ. Ấy vậy mà cô chưa thể làm gì để đáp lại tình cảm đó của mọi người. Hơn nữa khi biết tin ông lão khách ruột của quán đang bị cao huyết áp khiến càng tự trách bản thân hơn. Vì dù gì thì ông ấy rất thường xuyên ăn ở đây mà Mai lại không để ý đến việc đó. Cô tự nhủ từ giờ sẽ chú tâm đến sức khỏe của khách hàng hơn, đặc biệt là những vị khách lớn tuổi. Cơ mà các vị khách lại lạc quan nói rằng cô chỉ cung cấp những món ngon khi mà chúng tôi đến ăn là được rồi. Nhưng thứ còn lại không cần quá quan tâm vì thà ăn những món mình thích rồi chết sớm một chút cũng chả sao. Còn hơn là nhịn ăn nhịn uống một cách vất vả khổ sở. Bà lão cũng động viên cô nàng đã làm tốt hết sức có thể rồi, vừa là đầu bếp vừa là bác sĩ dinh dưỡng thì có mà kiệt sức mất. Những lời khuyên chân thành của hai vị khiến cô Mai cảm thấy nhẹ nhõm tự tin hơn. Chính ông lão bị cao huyết áp cũng đã tự giảm lượng muối vào buổi sáng và chưa để được ăn ngon ở đây. Điều này càng khiến cho nữ chính cảm thấy mình đang làm tốt trách nhiệm một người đầu bếp và sẽ cố gắng tiếp tục duy trì căn bếp nhỏ này để không phụ lòng mọi người đã tin tưởng yêu quý. Món đặc biệt của ngày hôm nay là củ sen hasami egg. Đầu tiên cần cắt nguyên liệu chính là củ sen thành những lát dày 5mm rồi dùng giấy thấm thật khô. Tiếp đến vào muối cùng tôm băm nhuyễn và thao thêm gừng nước, tương usuchi, hành baro cắt nhuyễn và bột ngô trộn đều là hoàn thành phần nhân. Đối với nhân thịt heo thì cũng làm tương tự như nhân tôm. Tới công đoạn tiếp theo ta cho bột ngô phủ lên bề mặt củ sen rồi cho nhân vào giữa, úp một lát sen khác lên trên rồi lại tẩm bột đều xung quanh củ sen để khi chiên được giòn đều. Đợi cho dầu sôi khoảng 170 đến 180 độ thì nhẹ nhàng thả củ sen vào chiên khoảng 4 phút. Khi thấy củ sen đã nổi lên thì chiên thêm khoảng 1 phút nữa xong nhấc ra cắt đôi đặt lên đĩa. Khi ăn có thể thêm muối hoặc chanh để tăng độ đậm đà và giúp giải ngấy cho món ăn. Vị khách cắn miếng đầu tiên ngay lập tức đã cảm nhận độ giòn ngọt của củ sen. Phần nhân bên trong thì rất đậm vị hương đúng là không thể chê vào đâu được. Hôm nay là ngày lễ ném đậu truyền thống và thông thường sau nghi thức ném đậu đó cả nhà sẽ quây quần ăn cơm cuộn ehomaki cùng nhau. Ngày trước cho dù bận rộn đến cỡ nào thì gia đình của Mai vẫn sum họp bên nhau để thực hiện nghi lễ. Nhưng từ khi bố mẹ mất nữ chính thì cô em gái cũng không còn giữ phong tục ấy một cách đầy đủ nữa. Họ chỉ ném đậu để gặp may mắn trong kinh doanh còn cơm cuộn ehomaki thì đã rất lâu chưa được ăn tới. Có lẽ sự thiếu vắng đi hai thành viên quan trọng trong gia đình khiến bản thân không còn hứng thú tới việc này. Khi hai người họ còn đang xúc động nhắc về chuyện cũ thì vợ của ông lão lại đến gọi ông về ăn cơm. Nhưng vừa nghe câu chuyện xong cảm động của hai cô gái trẻ thì bà liền cảm thấy rất tội nghiệp. Đã 7 năm từ ngày bố mất họ không thể quây quần bên nhau vào dịp đặc biệt này. Sau đó bà mở túi và lấy ra những cuộn cơm hấp dẫn đề nghị mọi người cùng ăn với nhau. Mai chợt xúc động vì đã rất lâu rồi cô mới có được cảm giác thân thuộc này. Thế là cuối cùng bọn họ mỗi người một chiếc cơm cuộn trên tay đồng loạt quay người về hướng nam để cầu nguyện những điều tốt đẹp rồi từ từ ăn. Kết chỗ cơm ấy, Mai rất hạnh phúc vì thấy được hình ảnh gia đình của mình ngày trước. Có lẽ trên thiên đàng lúc này bố mẹ cô đang nhìn xuống và mỉm cười trước sự lạc quan và hạnh phúc của hai cô con gái. Anh khách quen thuộc hôm nay lại đến quán, cô
Cô em gái hiểu ý vừa thấy đối phương tới đã vội chạy đi để hai người được riêng tư. Anh thanh niên chợt nhớ hôm ấy nhờ trời mưa mà mình mới có duyên biết tới quán này, không ngờ bây giờ đã là khách hàng thân thuộc luôn rồi. Tối nay anh được tiếp đãi một món đặc biệt có tên là wakegi và kakiek thịt gà, nữ chính tò mò đôi mắt thăm dò đối phương xem như thế nào. Anh thanh niên vừa ăn đã gật đầu lia lịa ra vẻ rất vừa miệng, vị khách mải mê ăn đến nỗi không muốn cất tiếng để khen nữa vì nó thật sự quá ngon. Để làm món này đầu tiên cần cắt thịt gà thành lát mỏng và cắt hành cây thành khúc dài khoảng 5cm, kế đến rắc bột mì vào hai nguyên liệu trên để bột bám tốt hơn, sau đó trộn đều với bột tempura rồi lấy một phần nhỏ thả nhẹ nhàng vào dầu chiên ở mức nhiệt khoảng 170 độ. Nếu chưa quen thì có thể sử dụng giấy hỗ trợ để khi chiên bánh sẽ không bị vỡ vụn và có thể dễ dàng gỡ nó ra. Cuối cùng trình bày lên đĩa gọn gàng đẹp mắt là hoàn thành một món ăn hấp dẫn này. Anh thanh niên dần dần cũng có cảm tình với món ăn và cô chủ ở đây. Hai người sau đó giới thiệu cho nhau về bản thân rồi cười nói thoải mái. Sự nhiệt tình của cô đầu bếp là thứ làm anh ấn tượng ở quán ăn nhỏ này và đặc biệt là những tờ giấy ghi chú được dán đè lên nhau ở góc tường. Cái cũ không hề mất mà chúng chỉ chồng lên nhau. Thức ăn cũng giống như giấy ghi chú, nó gợi nhớ lại kỷ niệm trong quá khứ. Mỗi chúng ta đều có những tờ ghi chú để lưu lại mùi vị ký ức. Người đàn ông đề nghị muốn được lưu lại những ghi chú về món ăn của Mai để không phải lãng quên những thứ đã làm anh ngon miệng suốt thời gian qua. Cô đầu bếp rất vui mừng và ngay lập tức gật đầu đồng ý. Hôm sau một ngày mới lại bắt đầu và hai chị em lại nồng hậu tiếp đón những thực khách quen thuộc của quán. Từng món ăn thơm ngon được bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị với mong muốn đem đến những bữa ăn có chất lượng tốt nhất đến với mọi người. Ai nấy đều rất háo hức mong chờ để được thưởng thức tay nghề của cô đầu bếp trẻ. Gương mặt ai cũng rạng rỡ khi ăn thức ăn ở đây. Họ cười nói trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn và dường như đã quên đi những áp lực từ công việc, những lo lắng về sức khỏe hay chỉ đơn giản là tìm đến đây để tận hưởng cảm giác ấm cúng rồi lấp đầy cái bụng đang đói. Dù là gì đi nữa thì Mai cùng em gái luôn đặt hết tâm tư tình cảm vào món ăn, chỉ cần đặt hết tâm huyết vào nó cho dù chỉ là món bình dân nhà nào cũng có thì vẫn sẽ để lại trong lòng thực khách một ấn tượng sâu sắc khó phai. Thức ăn ngon cũng chính là chất xúc tác để kết nối con người lại với nhau, giúp họ gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ và cảm thấy yêu hơn cuộc sống tươi đẹp này. Đúng là các cụ dạy cấm có sai mà có thực mới vực được đạo, muốn cô gái thì phải đi qua đường dạ dày đầu tiên.